Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 Hương vị vượt thời gian 714 839 4591 Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng Xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777, -5 -777. E Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 9362. Hai bánh xóa sụp mặt muffin with eggs chỉ có 5 đồng 50 sen tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau, giá bình thường nếu mua một cái. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Leader sài gòn tv trước phần quảng cáo thì ngọc lan đang nói đến cái chuyện là một cái công ty sản xuất kim cương nhân tạo lớn thứ hai ở mỹ đã phải đóng cửa trước cái tình trạng mà kim cương nhân tạo của trung quốc nó tràn lan rồi kim cương thật nó cũng xuống giá nữa cho nên họ cầm cự không nổi rồi bên cạnh đó đó thì một cái tin mới cho biết một cái cuộc khảo sát mới cho biết rằng á los angeles là nằm ở trong top ba của những cái thành phố lớn ở Mỹ mà cái đồng hồ á họ mua đồng hồ mà đồng hồ gọi là đồng hồ luxury đồng hồ xịn đó là toàn là gặp phải hàng giả đứng đầu là New York kế đến là Los Angeles và thứ ba là Chicago đó là ba nơi mà đồng hồ giả được bán nhiều nhất mà đồng hồ giả toàn là đồng hồ có tên tuổi không à nhưng mà cái điều quan trọng đó, cái công ty mà nó đưa ra cái khảo sát này á, là một công ty chuyên về mà à, gọi là Watchfinder and Company, tức là cái công ty này nó chuyên môn nhận sửa những cái đồng hồ mà hàng hiệu đó. họ nói à, đối với là cái những cái sản phẩm hàng hiệu được bán ra đó thì đồng hồ là chiếm 20%, nhưng mà cái đồng hồ mà giả đó trong thời gian qua họ nhận đó, nó tăng vọt lên một con số khủng khiếp 80% đồng hồ được gửi đến sửa, đồng hồ hiệu đều bị giả, nhưng mà nó quá là tinh vi, cho nên á người ta đưa lên ví dụ như ở đây cái hình ảnh đưa lên cái đồng hồ này là đồng hồ Rolex thì ở đây á họ nói là đây là cái giả. Rồi xong rồi họ đưa thêm một cái là cái thật. Nhưng mà thật sự á nó thật nó giả đó, những cái người mà sản xuất á họ đưa ra quý vị nhìn. Trời ơi, họ đưa ra đây là những cái điểm để nhận ra nó giả, nhưng mà thật ra để nhận được những cái này á nó không có dễ chút nào hết trơn á. Nói là càng ngày với những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cái máy in mà 3D nè, rồi cùng với lại những cái phát triển của CNC thì người ta chế ra những cái sản phẩm mà ngay cả đưa vào phân tích cũng khó để biết được đó là đồ giả nhưng mà hàng giả thì nó tràn lan. À, mà không phải là những hàng giả là mình có thể mình mình nghĩ là mình đi ra ngoài chợ trời mình mua hay mình đi ra Chinatown mình mua mà những người nổi tiếng á nói là một ông một người ca sĩ mà nổi tiếng cũng mua nhầm một cái đồng hồ Omega với giá là 3 triệu mốt nhưng mà đến khi mà phải đào ra nó cũng là bị giả rồi xong rồi một ông khác một ông một ông này là ông nhạc sĩ John Mayer ông cũng làm đơn ông kiện là bởi vì sao ông mua một cái ông mua hai cái đồng hồ một cái đồng hồ Rolex một cái đồng hồ là uh, cái hiệu phi Philip gì đó Patek Philip Patek Philip dạ yeah. uh, thì với cái giá ông mua hai cái đồng hồ này á là 656 ngàn nhưng mà cũng bị giả cho nên họ nói uh, bây giờ rồi thật giả lẫn lộn có nghĩa là đôi khi á người ta bán những cái chỗ đó đồng hồ thì thật nhưng mà những cái sản phẩm đi kèm ví dụ như người ta mua đồng hồ người ta mua luôn cái lắc tay người ta mua luôn những cái đồ cài thay vì tướng là cung nhãn hiệu nhưng mà thật ra nó lại là đồ giả cho nên vàng thao lẫn lộn mua có tiền muốn có tiền mà muốn sống thì chưa chắc là đã sống được những cái hàng thật như ngọc lan nói đó thì họ list ra nhiều thành phố mà có nhiều người đã mua lầm những cái đồng hồ giả, đồng hồ danh tiếng trên thế giới giả thì số một đó là Los Angeles là 14 bốn bảy mươi phần trăm là là đồng hồ giả ở đây nè, rồi thứ nhì rồi mới tới New York và thứ ba là Chicago. À, nhưng mà bây giờ nói nói qua nói lại nha thì tại sao lại có người đi bán đồng hồ giả mà bây giờ mình đi mua đồng hồ giả ở đâu? À đây không phải nói là đồng hồ giả copy từ Trung Quốc nhìn nó sơ sài lắm những cái đồng hồ mà bán được giá cả triệu đô hay là những cái giá rất là cao nhưng mà nó vẫn là giả là tại sao là tại vì có những cái đường dây để bán những cái đồng hồ này cho những người nổi tiếng và những cái nơi mà làm ra những cái đồng hồ này đó thì là những cái tay gọi là thủ công rất là thiết nghệ tinh xảo đến nước là mắt thường thì không thể nhìn được đâu là giả đâu là thật và một trong những cái nơi mà người ta nói là thiên đường để mua đồng hồ giả nhìn rất xịn <laughs> đó là Dubai oh, à muốn mua đồng hồ rất là xịn nha thì qua qua bên Dubai thiên đường mua sắm đồng hồ giả những cái đồng hồ giả thì nói về những cái tin này đó thì đồng hồ nào là, là được làm giả nhiều nhất Rolex number one thứ nhì là đến Patek Philippe thứ ba là đến Audemars uh, Piguet rồi thứ tư mới đến uh, những cái những cái um, phổ thông hơn như là Omega là Cartier này vân vân thì đó là những cái dạng đồng hồ mà mình dễ nhìn thấy là nó sẽ được làm giả nhiều rồi lý do tại sao phải làm đồng hồ giả thứ nhất nha vì khi cái hãng làm đồng hồ đó tung ra thị trường một cái sản phẩm nào gọi là siêu của họ đi thì họ làm ít lắm có 200 cái hay 300 cái hay 400 cái 500 cái có đánh dấu series number ở à, đây là cái 0001 là cái số 1 là cái 0002 đây là cái số 2 trong cái dòng series đó cái giá trị của đã, đã mắc rồi mà nó còn hàng hiếm nữa cho nên để sở hữu một cái đồng hồ đó đó người ta phải săn lùng nhiều khi người ta nói bây giờ tôi có tiền nào mà tôi muốn mua mua không kịp người khác mua hết rồi tức quá bây <laughs> giờ làm sao có người giới thiệu ăn kia bán cái đồng hồ y hệt như vậy nha là kia này kia đó rồi bây giờ gặp ngay tình trạng là internet càng ngày càng phổ biến nữa họ bán tràn lan trên mạng internet nhưng mà tại sao cảnh sát không bắt được là tại vì khó mà kiểm soát được 100 phần trăm internet họ kiểm soát được một góc nào đó thôi những cái đồng hồ được bán ở trên mạng mà đồng hồ giả nhưng mà được giới thiệu mình sẽ thấy nó là y như thật luôn Thí dụ như họ dùng cái như cái chữ replica. Họ để là Rolex replica. À, một một tức là cái giá trị của nó đó là y hệt như là cái mẫu copy từ số 1 qua số 1 vậy đó. Đó, replica là một nè hay là năm chữ A nha, chữ A hoa đi nha, A, A A A A A great tức là hàng cao cấp nhất. Hay là the Rolex mirror Mirror có nghĩa là sao? Như là cái gương vậy đó, Ý hệt luôn. Rồi, rồi họ sẽ để những cái giá, rồi họ cũng muốn để giá là ờ uh, nếu mà mình muốn 90% giống hay là 70% giống hay là 50% giống thôi thì giá nó sẽ từ, từ nó hạ xuống. Đó. Chưa kể nữa. hãng đồng hồ hãng uh, mà là đưa ra cái, uh, cái 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 nhận định ngày hôm nay đó là Watchfinder and Company đó họ nói rằng là chưa kể là khi họ làm cái đồng hồ giả đó họ còn dùng luôn cả những cái linh kiện thật ừ. có nghĩa là cái bộ máy ở trong nha là máy thật cái cái mà mình rút ra để mà mình vặn đồng hồ cho nó đúng giờ đó lên dây lên dây đó dây dây cót gì đó yeah. cái đó cũng là thật à, mà cái cái vòng ở ngoài cũng là thật luôn đồ thật là luôn thật thật giả giả lẫn lộn à, thật giả lẫn lộn nhưng cái vỏ đồng hồ lại là made in China oh, yeah. đó không phải là thụy sĩ hay là từ nước nào khác cho nên họ nói rằng là bây giờ khi mà cầm một cái đồng hồ đó mình phải coi từng bộ phận một coi cái nào là giả cái nào là thật có những cái họ để rằng là máy móc là thụy sĩ làm ừ. nhưng những bộ phận khác là của japan làm của nhật làm thì hai cái nước đó thì rất là công nghệ họ cao rồi thì khi mình mua cái đồng hồ đó cái người mà mua đó biết là mua giả nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng là cũng bền lắm tại vì đồ, đồ thụy sĩ mà thấy không máy móc thụy sĩ làm và và những cái linh kiện là từ Japan từ Nhật đàng hoàng họ nói mua cái này xài chắc cũng không có hư lẹ như là mua từ bên đi chợ trời Trung Quốc mua đâu đồ đồ xịn mà đó cho nên nhiều khi á cả những cái người mà đi mua đồ thật họ cũng phát giác ra là ông mình đã mua bị mua đồ giả. Tôi nhớ là có một hôm, tôi không nhớ là cái câu chuyện này xảy ra đâu nhưng mà lâu lắm rồi. Hình như ở Sài Gòn ở Việt Nam thì có một người nào đó đi kiện công ty LV, là uh, Louis Vuitton đó, là ừ. họ nói và họ vô đúng, đúng tiệm Louis Vuitton để mà mua một cái bóp mà cuối cùng bị phát giác ra là bóp giả. Mà tôi không nhớ là cái chuyện đó có thật yeah. hay không nhưng mà nghe nói là cũng có một cái câu chuyện xảy ra như vậy. Cho nên uh, cái đó thì không biết như thế nào nhưng mà Dubai và trên mạng xã hội là nơi mà thiên đường mua sắm những đồng hồ giả Còn tôi thì tôi đi về chợ Bến Thành cho nó lẹ Tôi khỏi phải đi qua Dubai <laughs> Cảm ơn quý vị, à, cảm ơn Nguyễn Trường Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay à, Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai Sau Cà Phê Sáng sẽ là chương trình Thời sự Thế Giới Xin kính chào quý vị